Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay chia sẻ đến các bác một mẫu loa siêu trầm, một mẫu loa siêu trầm JBL, model là 835-25A. Đặc biệt đây là dòng cao cấp dùng cho phân khúc gia đình, và đặc biệt nữa nó là bát 30 đối đất. Vâng, thì về trước các bác đang xem đây, thì nó là cái xúc JBL được thiết kế rất là tinh vi, tinh xảo. Được thiết kế hai bên màu vân gỗ nâu đỏ rất là đẹp, và cái logo được đặt ở phía trước, và phía trước được sở hữu một cái lỗ thông hơi rất là tinh tế. Vì sao nhà thiết kế lại phải đưa ra phía trước? Vì có rất là nhiều các mẫu xốp đưa ra phía đằng sau, nó bị hơi bị gò bó về các cái bức tường mà chúng ta không có chỗ kê, thì riêng cái mẫu này được đưa ra phía đằng trước để chúng ta tận dụng được tối đa các góc không gian gia đình. Đó thì nó là cái tinh tế. 330 đôi đất thì được là bảo vệ ở phía dưới bởi 40 chân rất chắc chắn. Thì đó là tổng thể của xúc JBL 835-25A. Đây là mặt trước các bác nhé, giờ quay ra mặt sau đi ạ. Mặt sau đi ạ. Và chúng ta cũng đang nghe tiếng xúc luôn. Đây model 835-25A JBL đây ạ. Cánh đàn đến nhôm các bác nhé, mặt trắng nhôm phay trắng luôn ạ, rất là sang trọng. Đặc biệt ở trên cái mẫu xúc JBL 835-25A này được tích hợp một cái chức năng, đó là tự động dò tín hiệu. Đây là auto này các bác này, mà các bác bật xuống ngon, đó là tự động dò tín hiệu. Đây là hàng phân khúc cao cấp, các bác yên tâm sử dụng và cái độ bền rất cao. Các bác nhìn từng đường nét nó rất là hoàn hảo, hoàn mỹ luôn ạ, không lỗi lầm một tí nào luôn. Khít từng khít luôn ạ. Và tín hiệu thì cũng là những cái rắc bông sen, rồi các cái cầu đỏ đen đó, và các cái cầu đỏ đen một đỏ một đen và một đỏ một đen, đó là những cầu tín hiệu vào bằng đường 2 level input. Còn đây là em đang đấu tín hiệu ra JAV, đó là các chức năng tín hiệu đấu khác nhau thôi, còn đâu tín hiệu vào chung giống nhau hết. Rồi thì em đang kết nối với một cái máy lồng tiếng Kinacoustic mã là CB600 và một cái đôi loa JBL G4000, đây là dòng loa cây cao cấp. Vâng, thì đó là tiếng xúc đã được kích hoạt và các bạn đang trải nghiệm trực tiếp. Bây giờ tắt tiếng xúc đi con nhé. Rồi mình nhạc không xúc đấy các bạn, rất là mỏng luôn. Thì bản thân những cái đôi loa không bao giờ hỗ trợ tiếng siêu trầm, vì thế chúng ta phải thêm một cái cục siêu trầm vào để nó hỗ trợ cho những đôi loa nghe được ấm hơn, sâu hơn và dễ chịu hơn. Rồi em lại tăng xúc lên đi ạ. Bạn thấy không ạ, nó dày hơn rất nhiều luôn. Công suất của cái xúc này là 350W ạ. Rồi đây, sang ngửa cái xúc nó bát rồi, phía đằng dưới lên như các bác quan sát nhé. Các bác thấy không ạ? Quánh rất căng luôn, bát rung ạ. Đây là gân cao su. Đấy, một cái bát 40-30 phía dưới rất là uy lực. Đây, các bác thấy không? Quánh cứ rung một bật ạ. Đó. Đây là hàng cao cấp, vì thế các bác yên tâm về các cái đường nét rất là hoàn thiện, hoàn mỹ. Nó được kể cả về hình dáng và chất trầm. Dán lại ngửa lên. Đó, trong người phía trước, mặt trước và mặt phía trên được sơn màu đen tuyền rất là đẹp, để tạo độ nhấn cho hai cái khung sườn được thiết kế màu nâu đỏ vân gỗ. Còn cái mẫu này thì bên em năm ngoái bán cũng khá là tốt, nhưng vì bây giờ đang dịch nhập rất là khó, thì bây giờ bên em đã về được những mẫu JBL, mẫu súp JBL 30 đôi đất 835-25A. Còn mọi thông tin cần đặt hàng, các bác có thể gọi điện theo hai số hotline của Zika Audio phía đằng trước, đó là 0963889192 và 0965503357, đó là hai số hotline của Zika Audio ạ. Và các bạn thấy các bạn rất sâu, mềm và đầy uy lực.
Và có một video ngắn để giới thiệu đến các bác, và các bác cũng trải nghiệm được phần nào cái tiếng siêu trầm của cái súp JBL 835 25 mã 330 RS. Và sau đây xin phép được dừng video nhé. Và các bác nào cần sở hữu hay là cần tư vấn, các bác vui lòng để lại số điện thoại dưới video, bên em sẽ cập nhật và tư vấn cho các bác. Rất xin chào và hẹn gặp lại.